Chào anh chị, rất vui gặp lại anh chị trong video lần này của Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1. Anh chị thân mến, trong video lần này thì tôi xin phép được chia sẻ và giới thiệu đến anh chị một bài thuốc điều trị bệnh về lến khá hiệu quả. Và bài thuốc này đã được khoa da liễu bệnh viện 108 ứng dụng để điều trị khỏi cho hơn 80% bệnh nhân mắc bệnh về lến. Và bài thuốc này gồm hai vị thuốc chính, đó là thổ phục linh và cây hạ khô thảo lam, hay còn gọi là cây cải trời. Thành phần và cách thức thực hiện bài thuốc như sau: thổ phục linh anh chị dùng 40-80g, hạ khô thảo lam hay còn gọi là cây cải trời 80-120g, sắc với 500ml nước ở lồi hấp khoảng 150 độ C, được 300ml, chia 3 hoặc 4 lần uống trong ngày. Và bài thuốc này đã được khoa da liễu bệnh viện 108 ứng dụng để điều trị khỏi cho hơn 80% bệnh nhân mắc căn bệnh về vẩy lến. Vậy thì trong bài thuốc gồm hai vị thuốc thổ phục linh, hạ khô thảo lam hay còn gọi là cây cải trời, thì hai vị cây thuốc đó là hai vị cây thuốc gì? Thì sau đây tôi mời anh chị cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết từng loại cây một. Trước tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cây thổ phục linh. Thổ phục linh nhiều nơi khác còn gọi là củ khúc khắc, vũ dư lương, thổ tỳ giải, sơn kỳ lương, cây thuộc họ hành tỏi. Về khu vực phân bố, thổ phục linh là cây mọc hoang ở vùng rừng núi nước ta. Chúng tôi ghi nhận có cả ba miền Bắc Trung Nam đều có. Bộ phận dùng làm thuốc là rễ, củ được thu hái dùng làm thuốc. Về cách chế biến và thu hái thì hàng năm vào tháng 10, người dân vào rừng đào lấy củ về rửa sạch, thái mỏng, phơi khô hoặc là sau khô dùng dần làm thuốc. Về công dụng của thổ phục linh, thổ phục linh được ứng dụng trong y học cổ truyền để điều trị các cái căn bệnh sau. Thứ nhất là điều trị bệnh về lến, thứ hai là có tác dụng giải độc cơ thể, thứ ba có tác dụng mạnh gân cốt, điều trị bệnh thoái hóa xương khớp rất là tốt, thứ tư có tác dụng kích thích tiết mồ hôi. Ngày nay thổ phục linh còn được ứng dụng trong một số trường hợp mắc bệnh ung thư như u bằng quang, u hạch. Vậy thì đối tượng nào nên sử dụng cây thổ phục linh? Là những cái bệnh nhân mắc bệnh vẩy lến, là những bệnh nhân thoái hóa xương khớp, là người bí mồ hôi không đổ được mồ hôi, một số bệnh nhân mắc bệnh ung thư sử dụng thổ phục linh cũng là rất là tốt. Và dưới đây là một số các cái bài thuốc có sử dụng cây thổ phục linh. Bài thứ nhất dùng để điều trị bệnh đau dây thần kinh tọa. Lấy thổ phục linh 30g, dây đau xương, cỏ xước, tang ký sinh mỗi thứ 20g, cốt toái bổ 10g, sắc nước uống ngày một thang. Bài thứ hai, gân đau nhức, tê buốt, phong thấp. Thành phần và cách thức thực hiện bài thuốc như sau: thổ phục linh 20g, dây đau xương 20g, thiên liên kiện, đơn quy, đào mỗi vị 8g, bạch chỉ 6g, cốt toái bổ 10g, sắc uống ngày một thang. Vì cây thổ phục linh có giá trị điều trị bệnh rất là cao nên anh chị khi mua cần chú ý các cái địa chỉ bán thổ phục linh có uy tín, chất lượng để đảm bảo mua được cây thổ phục linh tốt, chất lượng và có tác dụng điều trị bệnh. Và sau đây thì tôi mời anh chị cùng tôi đi tìm hiểu về cây cải trời, một vị thuốc thứ hai trong bài thuốc điều trị bệnh về lến. Cây cải trời còn có tên gọi khác là cây cải ma, hạ khô thảo lam. Đây là loài cây không còn xa lạ với chúng ta. Nó là một loài cây cỏ mọc dại hoang hóa ở rất nhiều nơi ven đường và các cái vùng đất hoang dại khác. Đây là một loại cỏ dại, với người nông dân thì họ phải nhổ bỏ đi để không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Và một điều thật bất ngờ với chúng ta đó là loại cỏ dại này là một vị thuốc quý có tác dụng điều trị bệnh biếu cổ cực hiệu quả. Và điều đặc biệt, đây chính là giải pháp đơn giản nhất trong việc điều trị bệnh biếu cổ mà không cần phẫu thuật. Cây cải trời thì thuộc họ cúc, khu vực phân bố của cải trời thường mọc ở các cái vùng đất, vùng cao, có những nơi trồng hoa màu, ven đường, chân đồi núi. Cây có mặt ở tất cả các cái tỉnh thành trên cả nước. Và xin lưu ý đến anh chị, nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa cây cải trời và cây hạ khô thảo. Thực chất hai cây này là hai loại cây hoàn toàn khác nhau về hình dáng cũng như là công dụng. Dưới đây là một số miêu tả về cây cải trời thì giúp anh chị xác định đúng cây thuốc. Cây cải trời trước tiên là một loại cây thân mềm, có chiều cao khoảng 35-55cm. Thân lá đều có nhiều lông tơ, hoa có màu vàng, mọc thành từng chùm. Về bộ phận dùng làm thuốc thì toàn bộ gồm lá, thân, rễ đều được sử dụng làm thuốc. Về cách chế biến và thu hái của cây cải trời thì cải trời được thu hái quanh năm, cây đem về rửa sạch, đất cát, sau đó băm ngắn, phơi khô dùng dần làm thuốc. Về công dụng của cây cải trời thì theo kinh nghiệm dân gian, cải trời hay còn gọi là cải ma có một số công dụng chính như sau: điều trị bệnh biếu cổ, làm tan biếu giáp rất là hiệu quả, điều trị bệnh lở ngứa ngoài da, điều trị các cái bệnh về vẩy lến,
Đối tượng sử dụng của cây cải trời là những bệnh nhân biếu cổ, biếu lành, biếu cường giáp, biếu xê đô và một số người bị mẩn ngứa ngoài da sử dụng cây cải trời rất là tốt. Và dưới đây thì tôi xin giới thiệu đến anh chị một số bài thuốc sử dụng cây cải trời. Bài thứ nhất thì chúng ta có thể sử dụng cải trời để điều trị bệnh biếu cổ như sau. Cây cải trời khô 30g hoặc là dùng cây tươi 100g, cây sả đen 30g, đun với 1,5 lít nước uống hàng ngày. Và bài thuốc này thì anh chị kiên trì dùng trong vòng 1 tháng trở lên sẽ có hiệu quả. Bài thuốc thứ hai thì anh chị có thể sử dụng cải trời để điều trị bệnh lở ngứa ngoài da. Thì sử dụng bài thuốc này cũng rất là đơn giản. Anh chị chỉ cần đun cải trời lấy nước tắm hàng ngày và bài thuốc đem hiệu quả sau 3 đến 4 ngày sử dụng. Như vậy là vừa rồi tôi đã trình bày cho anh chị một bài thuốc điều trị bệnh vẩy nến, cũng như tôi đã chia sẻ đến anh chị hai cây thuốc trong bài thuốc, đó là cây thổ phục linh và cây cải trời. Và sau đây tôi xin tạm dừng cái video này tại đây. Và tôi cũng hy vọng rằng đây là các cái chia sẻ hữu ích đến anh chị. Và nếu anh chị có quan tâm đến hai vị thuốc trên là thổ phục linh và cây cải trời thì có thể liên hệ với Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 chúng tôi với số điện thoại 0982 957 282. Và hiện tại thì công ty thảo dược số 1 chúng tôi có nhận chuyển hàng trên toàn quốc, nhận được hàng anh chị mới phải thanh toán. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.